kính thưa quý thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp, thì hôm nay em xin trình bày một vấn đề thường gặp trên lâm sàng, đó là hen và lao phổi trong bối cảnh là bệnh đồng mắt và bệnh đồng thời và những trọng đông phân biệt. Thì như thầy Cường cũng đã trình bày lúc nãy, thì lao phổi nó sẽ gây ra những cái chẩn đoán sai lầm, chẩn đoán muộn do hoặc là chẩn đoán bị chúng ta có thể bị bỏ quên do cái bệnh đó nó có nhiều triệu chứng nó nhầm lẫn với những triệu chứng khác. Thì hôm nay thì em sẽ trình bày một cái bệnh mà thường bị nhầm lẫn, đó là hen và lao phổi. Phần trình bày của em gồm có 4 nội dung. Thì như chúng ta cũng đã biết thì lao phổi và hen là những bệnh thường gặp ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thì trong đó thì lao phổi là bệnh mạng tính. Nó là ở Việt Nam thì như báo cáo của tổ chức như một cái báo cáo của chương trình lao trên toàn cầu, thì Việt Nam là một trong 30 quốc gia có gánh nặng lao cao nhất thế giới. Bệnh do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra và để lại nhiều di chứng nếu không được điều trị thích hợp, và những tổn thương đặc hiệu của nó có thể gây ra những cái nói sai lầm, như là nếu mà nó tổn thương trên đường thở thì cái vị trí đường thở đó nó sẽ làm những cái triệu chứng khò khè, làm cho bác sĩ lâm sàng sẽ chẩn đoán nhầm với là hen. Trong khi đó hen là một cái bệnh cảnh mà nó có những cái biểu hiện không đồng nhất, có nghĩa là bệnh đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính của đường thở, xác định bởi các triệu chứng hô hấp thay đổi về thời gian và cường độ. Thì hai cái bệnh lý này như đã trình bày thì nó có các triệu chứng tương tự nhau, gây ra khó khăn trong chẩn đoán ở trên lâm sàng. Về cơ chế bệnh sinh thì hai bệnh cảnh đều có chung một cái đáp ứng miễn dịch liên quan tới tế bào lympho T, tuy nhiên theo hai hướng khác nhau. Trong đó thì cái hen phế quản thì nó liên quan đến tác ứng của tế bào T lympho T theo hướng là TH2, nó sẽ tiết ra các gene interleukin 3, 4, 5, 9 đặc trưng bởi tình trạng là tăng các IgE, tăng sản xuất các IgE và các tác ứng của tế bào, tăng sản xuất tế bào synuclein, qua đó thì gây ra các triệu chứng trên hen phế quản. Ngược lại thì bệnh cảnh lao thì liên quan đến tác ứng của tế bào TH, đáp ứng của tế bào TH1, nó gây ra các triệu chứng là đặc trưng bởi tình trạng là thực bào chủ yếu thường gặp trên đối tượng là có cái đường thở bình thường cũng như là bệnh nhân bị nhiễm trùng hay là có bệnh lý lao phổi. Thì do các sự mà đáp ứng khác nhau giữa hai cái, một cái là TH1 và cái là TH2, nên sẽ ngăn chặn cái sự biểu hiện đồng thời của một cái là bệnh hen và bệnh lao phế quản. Tuy nhiên tuy không phổ biến nhưng mà mình vẫn có thể gặp trên lâm sàng là bệnh nhân vừa có thể mắc hen và vừa có thể mắc lao phổi. Biểu hiện thì để chứng minh cho cái những vấn đề trên thì em xin minh họa bằng hai trường hợp lâm sàng. Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nam 40 tuổi nhập viện, nghề nghiệp là buôn bán, nhập viện vì tình trạng ho kéo dài với bệnh sử là bệnh nhân ho trong khoảng 2 tháng, chủ yếu là tình trạng ho khan và thỉnh thoảng có đàm trắng, tuy nhiên tình trạng này không có nhiều và tình trạng khó thở tăng dần. Với những cái biểu hiện như vậy thì bệnh nhân đã nhập đi đến các phòng khám, nhiều phòng khám khác nhau và được chẩn đoán điều trị, và một trong những chẩn đoán đó là hen phế quản. Tuy nhiên thì với cái chẩn đoán hen phế quản đó thì bệnh nhân được quản lý điều trị hen bằng budesonide và formoterol. Tuy nhiên tình trạng không có giảm nên bệnh nhân đến với phòng khám hen, phòng quản lý hen và xử lý của bệnh viện Đại học Y Dược. Thì truy lại về tiền căn thì bệnh nhân ghi nhận là không có tiền căn dị ứng như là viêm mũi dị ứng hay là tràm. Bệnh nhân cũng không có tiền căn hút thuốc. Khám thì ghi nhận chủ yếu là tình trạng răng phổi chủ yếu là ở thì 1/2 dưới của phổi phải. Đây là một cái dấu hiệu không phù hợp đối với hen, là một bệnh lý nó đáp ứng toàn bộ hệ thống phế quản nên mình sẽ nghe được cả hai bên của phế trường. X-quang và hình ảnh CT ghi nhận là một cái hình ảnh X-quang tương đối bình thường. Hình ảnh CT, tuy nhiên hình ảnh CT chúng ta thấy được là những cái tổn thương dạng nốt lan tỏa ở hai phổi, và đặc biệt là một cái hình ảnh là hình ảnh tổn thương ở đường phế quản ở thùy dưới phổi phải, phù hợp với cái dấu hiệu lâm sàng là bệnh nhân nghe răng tiếng răng ngáy ở thùy dưới phổi, ở 1/2 dưới phổi. Bệnh nhân thực hiện AFP đàm là AFP đàm dương tính. Thì tổng hợp được những dấu hiệu hồi nãy giờ thì mình có một bệnh nhân vấn đề là ho mạn tính kéo dài,
tiền căn không ghi nhận những dấu hiệu viêm bụng, không ghi nhận tình trạng dị ứng, cũng như là hình ảnh CT và khám lâm sàng ghi nhận là tình trạng có tổn thương trên phế quản thì dưới phổi phải, thì bệnh nhân cuối cùng được chẩn đoán xác định là lao nội mạc phế quản. Bệnh nhân này được tiến hành điều trị là ngưng kiểm soát men bằng formoterol budesonide cũng như là dùng các thuốc kháng lao theo chương trình chống lao quốc gia. Thì sau quá trình theo dõi khoảng 1 tháng, 2 tháng và 6 tháng sau thì bệnh nhân đã giảm ho, giảm khò khè. Thì trên bệnh nhân này, bệnh nhân tại sao bị chẩn đoán nhầm là hen? Tại vì bệnh nhân đã có những cái triệu chứng mà khò khè và bác sĩ lâm sàng không để ý, và bác sĩ lâm sàng đã đánh giá nhầm đó là một cái triệu chứng mà do cái tình trạng co thắt phế quản liên quan đến các đáp ứng miễn dịch dị ứng của bệnh nhân và gây chẩn đoán nhầm là hen. Tuy nhiên cái tình trạng khò khè đó cũng có thể gặp được trên bệnh nhân là lao phổi vì những nguyên nhân như là tình trạng đáp ứng của cơ thể đối với con vi khuẩn lao này, nó làm vì đại các nốt lympho trong phổi, nó lây truyền ép phế quản từ ngoài lòng gây ra tình trạng hẹp, hoặc là tổn thương bản thân của tổn thương đó trong lòng phế quản, cũng như tình trạng là sẹo sau khi cái tổn thương đó làm nó gây hẹp phế quản, và đặc biệt là tổn thương nằm trong nội lòng phế quản cũng như quá trình tăng tiết thì nó sẽ làm hẹp lòng phế quản gây triệu chứng khò khè như vậy. Thì bệnh nhân này đã được chẩn đoán dựa vào những yếu tố như nãy, nhưng mà một cái hạn chế của trình bệnh nhân này là chúng ta không được, bệnh nhân không được nội soi phế quản để nhìn thẳng vào tổn thương đó là tổn thương nó như thế nào, và cũng như là bệnh nhân không được nhìn không được đánh giá được bệnh nhân có bị những cái di chứng do lao phổi gây ra hay chưa. Tuy nhiên thì mình đặt ra một cái hướng mới cho mình là mình sẽ không cần những phương pháp xâm lấn như vậy, mình chỉ cần là triệu chứng lâm sàng, khám tiền sử, hình ảnh CT ghi nhận là có tổn thương phế quản và kết quả HP làm dương tính, thì mình sẽ có một cái gì đó nghĩ tới, đó là cái tổn thương do tình trạng lao nội mạc phế quản. Chúng ta tiếp đến cái ca thứ hai, đó là một trường hợp bệnh nhân nữ 20 tuổi, bệnh nhân này là cũng buôn bán, nhập viện vì tình trạng ho. Bệnh này cũng ho thường xuyên nhưng mà kéo dài hơn bệnh nhân trước, là ho đến 6 tháng. Bệnh nhân có khó thở từng đợt nhưng giữa các đợt thì bệnh nhân không hề có triệu chứng gì khác. Bệnh nhân bị giới hạn, và trong các đợt đó thì bệnh nhân bị giới hạn vận động trong cơn khó thở. Giữa các cơn này thì liên quan tới tình trạng tiếp xúc bụi bẩn là chủ yếu. Khám tiền căn thì ghi nhận bệnh nhân có tình trạng viêm da dị ứng, viêm mũi dị ứng, không có tiền căn hút thuốc lá. Khám thì không có ghi nhận gì bất thường. Bệnh nhân này được tiến hành đo hô hấp ký, thì trên cái kết quả hô hấp ký này thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân có tình trạng hạn chế do các FVC nó bé hơn 0,8%, 0,8, và cái bệnh nhân này có đáp ứng với thuốc giãn phế quản do cái post test của bệnh nhân này là tăng 12% và cái thể tích tăng 250 ml. Thì vì vậy với bệnh nhân này thì chúng ta đã đủ điều kiện để chẩn đoán đây là một cái tình trạng hen do bệnh nhân có tình trạng khò khè liên quan đến yếu tố dị ứng. Cái thứ hai là bệnh nhân có cái đáp ứng với test giãn phế quản, và thứ ba là bệnh nhân có tiền căn dị ứng, nên chẩn đoán của bệnh nhân là hen bậc 4 kiểm soát một phần. Bệnh nhân được điều trị với budesonide và formoterol, nhưng sau đó thì sau quá trình theo dõi thì cái tình trạng này không thay đổi với cái thuốc quản lý. Tình trạng ho vẫn còn, khạc đàm thì đầu khạc đàm từ đàm ho khan, sau đó ho đàm và đàm chuyển sang màu vàng, tình trạng khò khè không giảm và khó thở từng đợt. Bệnh nhân được tiến hành chụp một cái quang và so với cái quang ban đầu lúc mà bắt đầu điều trị thì chúng ta thấy rằng cái tổn thương ban đầu vào tháng 10 năm 2019 của bệnh nhân là chỉ có một vài giải sơ ở thị trên phần 1, phần 2 trên phổi phải, nhưng 6 tháng sau khi điều trị với thuốc kiểm soát hen thì bệnh nhân đã xuất hiện những cái nốt sơ nhiều hơn, chủ yếu ở thùy trên của phổi phải lan tỏa. Thì bệnh nhân này sau đó được thử đàm thì HP đàm lại dương tính, và chẩn đoán trên bệnh nhân này tại thời điểm này bắt đầu là chẩn đoán là một cái tình trạng hen bậc 4 kiểm soát một phần nhưng mà có la phổi HP dương. Với chẩn đoán như vậy thì bệnh nhân được điều trị kiểm soát hen bằng tiếp tục, nhưng bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị bằng kiểm soát hen bằng Semicort, do đó là điều trị nền tảng của một bệnh nhân hen kết hợp với việc dùng thuốc kháng lao theo chương trình chống lao quốc gia.
Và sau quá trình theo dõi thì bệnh nhân giảm ho, giảm phò phè, giảm khó thở, không sử dụng, không phải sử dụng thuốc cắt cơn và không bị giới hạn vận động. Thì trên bệnh nhân này thì chúng ta có thấy rằng một bệnh nhân hen phế quản điều trị với thuốc giãn phế quản có ICS, đó là một cái yếu tố mà làm thúc đẩy một tình trạng có thể là tình trạng nhiễm mới lao hoặc là một tình trạng lao đang tiềm ẩn mà bệnh nhân do tình trạng suy giảm miễn dịch do sử dụng corticoid kéo dài có thể làm bùng phát cơn hen lên. Thì đó là một cái dấu, một cái ý mà tại ở một cái những đất nước, những quốc gia mà có tình trạng nhiễm lao tiềm ẩn cao như Việt Nam thì theo thống kê là khoảng 1,7% bệnh nhân là có lao tiềm ẩn, nên cân nhắc cái nguy cơ nhiễm lao khi mà sử dụng corticoid kéo dài. Sau khi mình đã nói qua hai trường hợp lâm sàng như vậy thì để làm sao để không bị chẩn đoán sai lầm hay là chẩn đoán sót một tình trạng hen và một tình trạng lao phổi hoặc là hai bệnh cảnh đó đồng thời trên cùng một bệnh nhân, thì chúng ta cần nhìn lại là chẩn đoán hen là một chẩn đoán lâm sàng kết hợp với hô hấp ký, với việc mà hỏi bệnh sử là một vấn đề mấu chốt trong lâm sàng. Thứ nhất là vấn đề hỏi tiền căn là vấn đề quan trọng, việc hỏi tiền căn về bản thân và gia đình của bệnh nhân cộng với tình trạng là hỏi vấn đề bệnh lý về dị ứng thì rất là quan trọng. Thứ hai là cái triệu chứng gợi ý cho một tình trạng ho hen đó là nhiều hơn một triệu chứng, đó là ho khan là chủ yếu, khó thở, khò khè và mạn ngực, và các yếu tố này liên quan đến dị ứng. Các triệu chứng này sẽ thay đổi về thời gian và cường độ liên quan đến cái chuyện là tiếp xúc với cái dị ứng. Khi tiếp xúc với dị ứng là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái việc chẩn đoán hen. Khám lâm sàng thì việc thay đổi khò khè là cái triệu chứng thay khò khè sẽ thay đổi và sẽ tăng khi thay đổi khi mình làm những phát FVC. Triệu chứng, những cái triệu chứng mà không gợi ý hen bao gồm là chỉ có một trong bốn triệu chứng ho, khó thở, khò khè, nặng ngực, hay là bệnh nhân ho đàm, bệnh nhân đau ngực và tiếng thở rít và tiếng hít vào. Những nguyên nhân mà khò khè mà ngoài cái việc hen có thể thấy ở trên bệnh nhân bao gồm là những cái chuyện mà bệnh nhân bị rối loạn chức năng của dây thanh, hay là một bệnh tình trạng mà có nhiễm sụn phế quản, hay là tại tổn thương tắc nghẽn dưới lồng ngực như COPD dạng phế quản, hay là tình trạng phù phổi cấp cũng có thể gây những cái tình trạng đó mà chúng ta cần phân biệt khi khám lâm sàng. Về lưu đồ chẩn đoán hen, theo GINA 2020 thì việc chẩn đoán hen thì dựa vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là bệnh nhân có những triệu chứng hô hấp và những triệu chứng hô hấp đó gợi đến tình trạng hen. Việc hỏi bệnh sử tiền căn cũng như là những dấu hiệu gợi ý hen là rất quan trọng khi được thăm khám, kết hợp với chuyện đo hô hấp ký để đánh giá việc đáp ứng với thuốc test giãn phế quản có hồi phục, và bệnh nhân sẽ được điều trị theo điều trị, được tiến hành điều trị hen. Một số bệnh nhân sẽ có một số cái chẩn đoán mà không giống với đó, không giống là hen, nhưng mà bệnh nhân sẽ được điều trị theo kinh nghiệm với CS và cơn bằng la la, sau đó sẽ theo dõi trong vòng 1 đến 3 tháng để đưa ra chẩn đoán xác định là bệnh nhân có hen hay không. Và khi mà bệnh nhân không có những dấu hiệu này thì mình sẽ đưa ra tìm một cái nguyên nhân khác gây khò khè trên bệnh nhân. Một cái lưu ý nhỏ trên bệnh nhân mà lúc nãy em có trình bày, đó là lao nội mạc phế quản, thì đây là một tình trạng nhiễm trùng gây khí phế quản cũng do con vi khuẩn Mycobacter tuberculosis gây ra. Thì bệnh chủ yếu là bệnh nhân trẻ, thường là dưới 35 tuổi và thường gặp ở bệnh nhân là trong khoảng 10-40%. Biểu hiện triệu chứng là nhiễm lao chung, và khi mà nó có những cái chẩn đoán mà rất là giống với hen nếu mà chúng ta khám không có kỹ. Vì chẩn đoán của này là nó rất là khó khăn và thường dựa vào nhiều yếu tố, trong đó cái nội soi phế quản là chủ yếu. Biến chứng thường là phức tạp, bệnh nhân sẽ bị hẹp phế quản, hay là biến chứng mà thường gặp nhất là sẽ làm hẹp đường thở gây ra những suy giảm chức năng về đường hô hấp cho bệnh nhân. Việc điều trị thì rất là quan trọng, thuốc kháng lao sẽ đưa lên hàng đầu, và việc ngăn ngừa hẹp đường thở là quan trọng cho những bệnh nhân này. Em xin xóa một số kết luận như sau. Thì chúng ta là cho đến thời điểm hiện tại thì việc chẩn đoán hen cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn, nên trong đó thì việc cân nhắc chẩn đoán hen ở người lớn là rất là quan trọng. Thứ hai là việc chẩn đoán lao nội mạc phế quản dựa vào những điều kiện không xâm lấn, như là những cái và như là bệnh nhân, tiền căn của bệnh nhân, bệnh sử cũng như là cái hình ảnh CT và kết quả HP nào. Việc chẩn đoán lao mới xuất hiện khi bệnh nhân hen đang điều trị thì còn đặt ra nhiều hướng tiếp cận khác nhau để làm rõ mối quan hệ giữa hen và lao, xem đây có phải là nguồn gốc của, xem cái hen này có phải là việc sử dụng corticoid hay là bệnh nhân này có một cái hen
lao mới xuất hiện trên nền đang điều trị. Nhà phần trình bày của em đó là em xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tiết Âu.